lắm hả? Lâu lâu giật lưới. Ngủ này vô đây. Em chở người nổi tiếng vô không? Ghê không? Quá nhiệt rồi, nhìn đi xe khách vào rồi, đi kia rồi. Đây anh em tập trung quá trời này. Hai bài rồi, một bài. Cao thủ bắn 100m. Bắn em bắn nguyên bầy cò tự dưng cái thấy bả nằm xả lại nguyên đám bay lên còn mình bả bắn cò hả? Dạ. Chỉ có tầm mới có khả năng đâu với mấy anh ngoài hải phòng rồi sao má lỗ muộn gặp sau bao nhiêu lần thất hứa. Ủa, đi đâu mang BCB chi đấy, mang BCB anh Mẫn kêu đem đi coi chơi vui. Lâu mới gặp anh, lâu quá. Dạ. Bây giờ làm lấy bấm chim. Hả? Em đâu quen anh đâu. Cứ đưa lồng chim đi. Đúng không? Anh bắt tay cái kìa. Đâu quen kia đúng không? Em không quen kia. Câu à? Kìa không biết. Mua cho nó kìa câu bỏ gì đâu rồi. Đi đâu cũng gặp người quen à. Cái cây câu này em nói tặng anh cái gì? Hả? Này dán leo đúng không? Đúng rồi. Cảm ơn. Rồi. Chào anh. Mày với người chơi anh đúng không? Hả? Mày với người chơi anh đúng không? Chơi gì? Anh đi kiếm nguyên 4 triệu luôn, không gặp cây chứng cá với cái nhà. Ủa chứ anh cái cây chứng cá biết bao nhiêu cây chứng cá cái nhà anh đi kiếm. Nghĩ là cây chứng cá gặp cái nhà có cái vườn bầu hay là cái gì? Em có clip mà. Clip nó bay vô luôn mà. Có clip không? Nữa tao coi coi dùng cái chảo mặt trắng á. Rồi... Con chảo chảo màu trắng luôn. Đâu? Em rồi bắn mà anh Cường cản em á. Với cái nhà đó đang ngồi ăn cơm cái không bắn á. Bây giờ thứ hai vô. Hả? Thứ hai đây mời đi. Nó ở trên chỗ cái chỗ đó gọi là gì ta? Con đó cây nhộng màu đó. Không phải. Chết lâu. Rồi, má có hồi chứ. Đâu ta? Chim đâu rồi? Chim đâu? Mạnh dữ rồi. Mạnh. Đây mọi người đang làm chim này. Chuẩn bị cho buổi off. Mày mà đây cái khẩu của đại bác gì tên vậy? Dạ cái này cần câu con đưa cho mày. Không bắn chim ta nha. Làm con kia. Bỏ đi em. Hôm nay chắc cũng 5 bạn đó, làm 5 con. Năm bàn năm con ổn. Rồi đây anh em đang chuẩn bị bia cho giải. Mỗi người là có 6 bia thôi. Chín dây buộc. Có anh em làm gì sư phụ? Lẩu rụng xuống. Ok, vàng bia cũ mất rồi hả? Anh biết cái vàng bia cũ để đâu rồi? Buồn hả? Bên đây anh em đang tập bắn bia nè. Chuẩn bị cho giải đấu. Nói gì vậy rồi? Bắn gì vậy trời? Ủa cái bia đó có rụng không ta? Chưa, một vòng luôn. Mày chọn đi về quá, bắn gì? Bắn gì? Phun nổ liên tục á, bật 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 bật. Này nhiều khi nó trúng cái cây. Dạ tập đi anh. Hả? Cái này cửa liên bao nhiêu mét? Đây 15 mét à. Dạ tập đi. Dạ chào anh. Anh tên gì nhỉ? Lương Phước Lộc. Dạ Lương Phước Lộc. Nhớ rồi. Đây 15 mét hả? Em rồi thấy câu cá ghê quá. Không, dạ em mê câu cá hơn mê bắn má. Không phải chứ cá thà mồi bằng cá. Không, nhưng mà vậy bắn mấy con cu không bằng con cá cha của em bữa hổm. Bự luôn. Em bắt câu cá lên rồi ăn hai ngày luôn. Em mê câu cá hơn em câu cá trước.
Dạ. Dạ. Anh ở đâu? Ở Biên Hòa. À, Biên Hòa. Hôm hồi trước off em có gặp anh không nhỉ? Không. Chắc chưa gặp đâu. Chưa, anh chưa chơi. Dạ. Em thấy hình mới. Mới chơi hồi tháng 5. Dạ, dạ, dạ. Tập bia anh. Tập phôi bút. Cao anh. Bánh bia. Bánh bia. Bánh bia. Bánh bia. Chưa mất vô này bánh trúng anh ngưng luôn rồi. Chú đi đâu mà chú về số phao ai? Em lúc nào cũng có trong mình chứ anh. Trong nắng, kèm trong nắng. Tối nghe lưỡi bụi không có. Lùn đồ vô lùm bắt. Sức phao của nghề nó chết chết. Hôm bữa em cũng lưỡi bụi tụng chào chảo gớt mẹ điện thoại. Ừ, gớt điện thoại đi kiếm chết. Hồi nãy anh gớt cái dép xuống ao không mà anh rồi lắm. Anh ghé vào rồi lấy. Này. Cái gì? Này thì sao? Người nổi tiếng à, mình phải chào người nổi tiếng rồi. Quẹo vô đây nè anh. Để trên chợ anh Bi nó bắn trúng á. Đây rồi. Dạ, thun nè. Để không bịp bịp nữa các bạn. Con này em thấy nó lâu lắm rồi. Dạng không? Dạ. Dưới đây ao cá nữa các bạn. Đây mấy cô đang nấu đồ ăn trưa cho anh em ăn. Nó hiện. Biết mà em xài đồ hiện luôn mà. Cái này cái mai á, Tết là mình phải bắn cây mai. Họ bắn cái đó hả? Ừ. Họ bắn cái đó thì về quê luôn đi. Hello, à, đúng. Anh khinh thường em rồi. Rồi nó rồi, đừng có thử. Bắn cây mai, Tết tao phải bắn mai. Giờ thấy nó hiện. Anh em đăng ký tên cho giải nè các bạn. Có đăng ký dùm luôn hả anh Bị Bịp? Có đăng ký dùm luôn hả? Ủa sao viết đầu thi cho căng thẳng hả? Thuần Lê, Hưng Lê, Thuần Lê hả? Thuận anh. Khi nào à, mình mà hạnh tưởng làm dĩ chó, người ta bìm bẹp mà tưởng như chó là mông gô, mông gô. Mông gô mà bây giờ á. Dạ cô em. Cái gì vậy? Dạ bằng cây mai anh. À, cây mai à. Dạ. Bìm bẹp thì kêu bìm bẹp. Cho nó có mùi sơn một xíu. Chuẩn không? Dạ. Em cũng biết, em bắt đại. Em làm rồi, em cũng biết chuẩn không? Chúc hồi thằng bố luôn chứ được. Thôi ăn chay quá ơi. Ông già sáng bị ông bắn luôn kìa. Ai ơi, vô vô, vô vô. Ngưng bia nha. Thôi tập. Còn Minh Anh nữa. Cameraman nè. Trời ơi, cameraman đẹp trai đó. Cameraman này đẹp trai đó. Lấy cái ná mà chội vô á. À quá. Rồi xong chưa? Xong chưa? Mình bắn nha. Nghĩ bắt đầu bắn nha. Ai bắn ai không bắn giặt ra nha. Rồi anh em chuẩn bị bắn nha các bạn. Cho lên liếm với. Cho lên liếm với hả? Dế hả? Đắc phải đắc cử lực lượng bảo vệ. Cứ để comment hoài không có hình kỳ đó không? Thôi máy ổng này ổng chụp đi. Tự bắn tự chụp đi. Lui 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 lui. Mấy viên anh Vũ? 4 viên. Mấy viên hả? Bị có cái máy không? Có viên cái máy không? Nói chung cả 4 cái máy này gì nữa? Ở đây nó xem bắn hoàn nha. Đó chưa? Đó chưa? Cái nhà đi chơi lên. Vừa bắn chèn nó vừa nghe nhé. Cái này là bánh ngang. Căng lắm. Còn gì rung lắm á, chứ không phải là dễ đâu. Hai. Hai. Không, chúng cây. Chúng cây ngon. Cũng hay rồi. Chúng hai cây đánh bằng một bia.
Đồ gì cuối cùng bán được không Dũng? Đưa bán đi, bán đi. Nói chung là trẻ xem xét. Bia trên hả? Bia nào cũng được hả anh? Bia trên, bia trên. Cắm nguyện. Chúng nào cũng được. Nếu bắn bia trên nhiều khi đạn nó rớt xuống chúng bia dưới. Còn bắn bia dưới đâu có lên trên được đâu. Không, bia dưới nó mới lên trên em ơi. Khổ vậy. Tha rụng quá. Hên xui. Cao quá. Cao quá. Như mãn rồi, đặng em theo anh chứ anh kiểu này chắc em theo anh luôn quá. Ăn cao quá. Nói rồi biết. Anh em không là ta biết liền á. Ở sau hai đó chuyên gia 6 gì. Đổi hàng luôn. Ủa đổi hàng luôn hả? Em ăn đá mà không để đó, bắn vô chống chạy. Không lộn bi. Không đứng đó, ông cười đi. Trời. Bắn mà cái chân anh kẹp dày sao chốt. Thôi tập. Em là anh đã giải bi an toàn. Đổi nữa. Từ ngày bắn đi Thái Lan về tới anh yếu yếu rồi. Có mà thấy cái chân anh mẫn đi khép khép lại chút xíu rồi đấy. Mới đi về phẫu không? Cắt bỏ rồi gì? Không có ông liền kiếm gia. Kiếm ăn. Muốn gì ăn? Đúng là giải bia. Bia giải không bị hết. Lấy nữa con chim mà lấy cái hổ. Hát con chim. Chim con lấy được. Cái này là đang bắn đầu con chim sao lưới. Rồi, bia an toàn. Mấy cái luôn chứ bộ. Anh Vũ phải la lên là bia an toàn. Thôi người cầm hết giải văn về đi. Cầm hết giải văn về. Ô hay quá anh ơi. Không ai giải ta được mấy hậu à. Bảo dẫn chụp hình nè. Cũng đẹp ghê ta. Trời lại bắn trúng được viên bi mà. Là để vậy là cái viên bi nó nằm trong qua không có hiện nhiều lắm sao. Rồi có hiện này nó bị. Để gà ra phải đăng lý. Tay bị xíu. Đây anh này sẽ tới nha các bạn. Tay cầm không đánh không. Tay uống nào uống. Ủa có trò đuổi gà nữa hả? Má chứ mặt hết hết tiền. Quay quay anh đuổi gà giùm em cái anh ơi. Ra dễ buồn rồi hả? Rồi. Bia cuối. Rồi bia an toàn luôn rồi. Không bị chết. Hàng gì lần nào con cò bắn cũng chặt hết đúng rồi. Ba viên chưa tan. Bia an toàn. Chào anh nè. Nào luôn. Ngồi xuống. Ngồi xuống ấy mà năn nỉ á. Anh ơi, cái gối xuống thôi. Được đúng thế chứ không. Có chừng trúng chạc á. Chạc nhỏ chứ trúng chạc quá. Tâm lý hoài à, không được rồi. Ta đi đấu tâm lý với chạc hoài à. Nhiều nay giao cho khách mà lấy tét luôn. Chú đập cái bóp. Kim đậu ca. Tết ná giao cho khách. Đây anh vui bìm bìm nha các bạn. Phải nói là đừng tin những gì mà nhiều nay giao cho khách. Những gì người ta nói à. Đừng tin những gì mà mình thấy trên YouTube. YouTube là không tin được. Đúng rồi, đừng có tin gì trên YouTube hết á. Đừng có tin cái gì trên YouTube hết á. YouTube nó xạo lắm. Anh em phải coi cái này nè. YouTube nó xạo lắm. Hưng đi. Hết. Hết này quán quân đợt trước nè. Á quần duy linh luôn. Này học vi có.
lon luôn. Cái này tối đi rình. Cái gì nữa? Sáng là đặt đi quên mua luôn. Trời ơi, cao dữ vậy. Nghĩa Nguyễn. Bình tĩnh thôi em. Nguyễn Nghĩa kìa. Cầm kỹ em, bên cuối. Rồi bia an toàn. Nè giờ phóng vấn cho biết là bia sao anh? Bia hư đúng không? Đúng rồi. Đó, bạn tôi bia sao bắn mà trúng hả? Không quay là sao? Mà trúng cây chanh không ạ? Thôi bia hư. Bia quá kỳ rồi. Này bia quá kỳ rồi. Rồi làm đơn nha anh. Làm đơn thương. Bia vậy kỳ quá. Khóc rồi, gặp đi khóc rồi. Cao đi chị. Ờ, số xíu nữa. Tâm tình của chó. Chó. Kè cái gì của chó kêu. Nghe cái tên là biết lụm giải rồi đó. Còn viên hả? Nghe tên thì thầy trúng chó rồi đó. 6 viên như môn á. Không có 4 viên à. Cao, cao. Bia an toàn. 4 viên, 4 viên. Bắn bắn bên trên đấy. Ô, hay quá. Ô. À, ê, hư cái cây của người ta kìa, méo rồi kìa. Hay quá em ơi. Giật hầu hả? Ồ, sát. Sát, sát, sát. Xuống rồi, xuống rồi. Rung 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 rung. Được win thôi. Thua rồi. Được win là được win, là có giải thôi. Chúc thì sát rồi. Hay quá anh ơi. Được cái biên thứ ấy. Mấy cái tay này cho có giải luôn đi anh, vũ anh ta bắn trúng mà. Chứ cái này khó quá mà. Chúng sang tôi rồi đây cả. Cục. 57 tuổi rồi tham gia em rồi. Rồi chúc Khánh. Ở đây, ở đây. Được chú Khánh á. Sáng 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 bên tay bên dưới bên trên 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 bên hai viên là được, hai viên là được, hai viên thôi, hai viên, lụm lúa, lụm lúa, lấy hơi ăn, có đồng viên quá kích, phi phi đi, phi đi, cái này cầm được, nói sao, chút kỳ hả, tới em giờ nè, em đứng ngay góc này, em đứng ngay, quá dữ, còn có gan nữa không? Cảm ơn mọi người đã ở đây sụp bão nha. Ở đây ngồi đi. Ngồi đây coi anh em mới được chứ. Như hơi thấp phì. Thấp ạ. Thấp mới sang bên phải. Thấp xuống một gang rồi. Thấp có một gang à. Ôi, đi an toàn. Đây, đây. Cho mày, cho mày. Bắn cái mày. Cái mày mày. Mày bắn. Lại mày đó. Lụm lúa sao rồi? Sao? Để mà cái tay bên đây không bỏ được. Rồi em hai bên nó cầm cái ná rồi đó. Trời ơi. Còn hai viên á anh thôi. Từ giờ lấy một bài ngay. Nắm kỹ đi rồi vô. Rồi chúng bằng cây rồi. Con viên cuối cùng. Đổi ná cuối cả bên cuối. Ồ đổi ná luôn, đổi ná luôn rồi. Đổi ná luôn rồi. Anh ngậm bi trong miệng luôn mà không trúng. Ơ hay quá. Chúng giữa cây luôn. Hay ta. Đổi ná cái chúng cái cây luôn. Có đổi ná chúng cây. Mua gì? Cái đồ ngon. Nghĩa là đây cho mát. Kêu chấp đâu mà, chấp đâu mà. Chấp hai gắn luôn. Ông Sơn ông kêu mắt đồ. Bắn kêu gốc chặn. Bắn đâu. Bắn đâu.
coi cái bánh này nếu mà trúng mà khó chơi với ai lắm. Một cũng được đâu thầy đổi đi lên chim quá mà hết hai nó phải đi combo combo nha chứ mày hết bánh nhật kìa cái gì đâu em rồi tính ngọc phố. Thôi tập. Đúng là bia bị lỗi. Bia bị lỗi đúng không? Cái bia nó hỏng rồi. Quá nhiều người chứng minh bia bị lỗi mà. Thôi ông trúng rồi, ông còn nói nữa. Anh trúng mà. Ừ, bia lỗi rồi sao trúng? Vậy là bắn hụt, bắn gà. Bia lỗi mà trúng là bắn gà. Theo chú. Đó ông đi. Rồi bia bự là thêm 10 mét nữa trúng rồi đúng không? Nói chứ anh em khiếu nại đi hỏng Vũ rồi. Bia trên nha. Bia trên nha, bia trên nha. Tại ông cây kìa, ông canh cái cây với bộ. Cầm cây này nè, nếu mà bán là bán cây. Mình mới thật ngày đi bán nó dạ. Á có đường một rồi. Đòi nè. Dạ, dốt gì anh? Anh vừa bóp xong rồi nó phải nóng rồi. Đâu gì anh? Ủa? Thằng Thủ lên từ Vĩnh Long lên đây ngồi cho Cao rồi. Dạ Cao Thủ đứng dưới đó. Đúng rồi, cái này đâu có. Đúng rồi, đúng rồi. Bốn cái một hơn của mình. Mấy triệu này đâu rồi. Em thấy hơi khó ăn rồi đó, thằng bánh kia cho dễ ăn. Dễ anh đúng không? Dễ. Hay quá. Hay quá anh ơi. Lâu lỗi từ Dương. Anh ơi, cái mặt quỷ nhớ 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 để đẻ. Mặt quỷ ra, mặt quỷ anh ơi. Hay quá anh ơi. Wow. Thôi khỏi khỏi bắn nữa được rồi. Hai viên là được rồi, khỏi bắn nữa. Mày thấy đâu cầm nút tên tí đâu. Cầm 10 giờ. Đầu chưa bao nhiêu anh? Nãy giờ anh nằm anh ngủ không á? Đi nó đi. Đi cho chắc. Bắn vừa. Bắn rồi nhưng mà gọi hai viên rồi lấy dài nhất rồi gọi cái này là thôi. 400. Bắn 4 viên rồi. Hay quá anh ơi. Ai cầm thuốc cho anh đi anh. Bắt tay lấy hơn, bắt tay lấy. Cầm thuốc xíu xinh đi. Ai cầm thuốc cho anh vậy? Đức Nam ơi. Bỏ cái này một số. Thảo nước ngắm nha. Chị ba quân nghệ. Giờ bắn cây nào thì bắn chứ. Ba tôi trước không cho rồi à. Thì cho bắn đi tại vì nó có bắn 45 rượu. Xe tun. Không cho ngồi không bằng. Không tại vì người ta bán cho em là nguyên cây giống. Này thì chống chới. Tại nhà chăn chút à. Chống chới nè. Anh nghe ra. Anh gửi củ chi rồi. Em bắn cái này nè. Hả? Không em ơi. Cũng cho em ngồi là em tháo hết. Bỏ ba cây bánh. Cắm lâu là trừ điểm nha. Rồi xong luôn. Hồi nãy em bắn trúng được hai cái không anh Vũ? Ba cái. Đi xin. Không ngắm đâu tư. Hay quá. Wow, anh ơi. Bình tĩnh, bình tĩnh. Có trúng là có tiền. Có trúng là có điểm nè. Rồi đừng ký bi. Trả 50 ngàn. Về nha. Làm cái nữa đi. Cố lên. Cho một bao bị đất luôn. Xe anh chứ. Xe anh. Bé ơi, hơn anh Khánh rồi. Thôi về bán bi xấu anh đừng bán bi đất. Còn ai sắp thi đấu vô phòng biết ngồi chờ. Hay quá. Anh nhả khói em coi anh sợ. Anh nhả khói em coi. Nhả khói. Nhả khói nhà xanh. Nghệ thuật nhả khói. Lại đây anh ơi. Tôi biết nghệ thuật đó. Em nè.
và sau đây là một bố quảng cáo. Hơi theo một tí. Trên nha. Để lần sau la cái lên tí nha. Đúng thôi chứ. Không đi dưới. Anh bắn thoải mái miệng. Bên trên. Bên trên bên dưới vậy. Anh bắn đâu biết chúng bên nào đâu. Không là miệng quay thôi đúng không? Nghe cái bang là có tiền. Quay khác nhau nha. Bây giờ nó cao 15 mét rồi. Có là pha. Rồi xíu à. 2 phân. Không có lấy 3 chứ. 2 à. Anh phát biểu anh thấy dạng thí sinh năm nay như thế nào? Không biết nữa. Hôm nay bắn rất là ghê. Bắn thằng mém đi. Mém không à? Đúng chứ. Lấy tiền rồi mà. Rồi em cũng kia đâu rồi. Ai anh thấy ai? Anh đây. Quan trọng là đẹp. Đẹp là được. Quan trọng là thần thái. Cái giá nó phải còn nguyên. Quan trọng là thần thái. Chứ như là cái đó đậu anh em có niềm tin rồi. Thần thái là sao? Thần thái. Giữ bắn bia được, bắn gà. Xéo bắn chết gà cho coi. Thái sao mà thần kinh được. À chút xíu bắn chết gà cho coi. Có anh em nào còn thun không con, con tặng cổng này hả? Đồ. Ai còn thun không? Đấy bắn con đen rồi, con đen đang bay rồi. Xí cộng này hồi bắn giải à. Có rồi ạ. À, anh em nào dễ nhất thì tặng cầm thun này. Về bắn con bò. Anh em mà nhỏ nhất thì tặng cái này để bắn con bò. Không phải viên đạn luôn mà. Không phải. Em thấy viên bia cái không? Không cần thấy em ơi, bắn trúng là được. Đấy trúng rồi đấy, nghe đấy. Không trúng cái lá cây á. Bắn trời của mày nó xuống, nó xuống quá. Có em. Xuống lắm hả? Xuống quá. Em không thấy viên bi luôn mà. Bởi vì nó trúng cây là xuống quá. Cho cao lên. Không thấy viên bi luôn mà. Không nha. Chìm đứng rồi đó là chết rồi. Cái cây trúng là trúng rồi. Thấy vậy đó chứ đem một khu cục đó là tình nguyện. Cái cục á. Thế nào? 44 viên. Phim mà hồi mà quay nè. Chỗ này cấm quay phim chụp ảnh mà. Cho cái máy ghê. Chứ chuyên giúp luôn đó. Làm thêm giải 10 mét nữa anh ơi. Cho mấy hết giải. Đâu đó. Bắn hết cái lại.